Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Đạo xin mến chào quý vị trong nước và ngoài nước, xa cùng gần kính mến. Dạ thì kính thưa toàn thể quý vị, thì hôm nay cũng đủ nhân viên Quốc Đạo cũng nhận được số gạo này về. Thì ở trên ranh giới của chúng tôi thì hiện giờ là gạo nó tăng giá đến 17.000 một ký rồi bà con ơi. Còn gạo mà lúc trước chúng tôi phát 12.000 nó bây giờ lên tới 15-16.000 ký rồi. Thì ở đây thì Quốc Đạo khi nói thật là khả năng Quốc Đạo là không có khả năng để phát những cái phần gạo mà 17.000. Nhưng mà cũng cắt cũng kiếm được phần gạo 15.000 một ký. Để bà hát bà con mà đặt trước 2-3 ngày mới có nghe bà con, chứ không phải mà đặt mà như mỗi lần mà có liền nữa. Thì thôi trả lời vấn đề đó là hôm nay Quốc Đạo chiến vừa rồi đó là Quốc Đạo có phát và có up video lên là để cho tiền những người nghèo khổ ở vùng trị nạn ở ranh giới Campuchia của chúng tôi, tức là ở vùng biển hồ trở về đây, ở vùng trên biển hồ về đây. Và sau đó thì chúng tôi có phát thêm gạo. Thì nói sự thật ra đó là số gạo này là tiền quỹ của Quốc Đạo, có bà con đóng góp vô một ít. Thì có một số bà con đóng góp vô ẩn danh không có nêu tên, còn có một số bà con nêu tên. Và trong đây là quỹ của Quốc Đạo thì Quốc Đạo xin đọc ra. Thì trước mặt đó thì có hai vị, đó là một vị là tên là Diệp Sơn, 2.349.000 ở nước ngoài. Vị thứ hai là Trần Thị Sáu, còn biệt danh là Diệu Ngọc, là vị này là gửi là 1.200.000, tổng cộng là 3.549.000. Còn ở đây là hai tấn gạo là phát Quốc Đạo là giá 15.000, hai tấn gạo là 30.000.000. Thì có những vị ẩn danh để gửi vào đây, nhưng mà gửi vô thì thật sự ra thì nói thật sự là gửi chỉ có được có phân nửa thôi, không có đủ tiền, người ta không có nêu tên. Rồi thì tổng cộng đó là Quốc Đạo lắp vào đây là mười mấy triệu quý vị, tầm cỡ 13-14 triệu lắp vào đây để mình phục vụ gạo cho bà con. Và cách đây hôm 2 ngày trước thì Quốc Đạo có gửi cho ở dân mà giống như là không biết ở đâu đó quý vị, tự động kéo lại một nhóm người khoảng chừng 30 mấy người quý vị, là người Việt Nam nghe, mà nói quá khổ rồi, cái làng này quá khổ rồi. Quốc Đạo nghe nói Quốc Đạo ở đây là giống như là ai Quốc Đạo cũng giúp hết trơn, thì thôi bây giờ ta về đây ta phải nhờ mình giúp. Sáng Quốc Đạo mở mắt cao quý vị ơi, 30 mấy người. Quốc Đạo sợ công an đợi hỏi vụ gì mà đu lại nhà Quốc Đạo nhiều quá. Quốc Đạo mới kêu mời vô nhà mới kêu là vợ đem 3 triệu bạc đi đổi tiền 3 triệu bạc ra là phát cho bà con hết luôn, trọn gói chỉ còn 100.000 ăn sáng luôn. Quốc Đạo là chuyến này là có 3 triệu bạc để dành để cho bệnh hoạn đó quý vị, là lấy ra hết luôn. À, còn cái tiền này là tiền quỹ tích lũy của Quốc Đạo với Quốc Thành An Giang để dành là dụm lại. Thì hôm nay mình sẽ mở bộ hồ bao ra bố thí. Quý vị ơi, thầy Đức Thầy nói á, thầy Đức Thầy nói là ăn không hết lo dành lo cắt, đem bạc trăm cúng Phật làm chi, Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu túng thiếu mà quơ mà tở, khùng cả tiếng kêu dân ơ hở, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hắn đúc chuông đồng Phật bự, không làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ, Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, dụng tâm ý chứ không dụng vật. Có nghĩa là trong đoạn giảng trên Đức Thầy muốn nói là nếu mà chúng ta tu thì chúng ta phải làm những cái lời nói chúng ta là không hại người ta, vui cho người ta vui vẻ mát mẻ là có phước. Những cái việc làm của chúng ta đem lại hữu ích cho lợi cho dân cho những người dân khổ đói là có phước. Còn chúng ta không phải mà ở nhà rồi bảo thủ mình nên lo tu lo niệm Phật mà không lo chay hết trơn thì chúng ta không đạt được cái cảnh giới cao đâu quý vị, mà chúng ta chẳng những gì mà chúng ta cũng không thành công được. Tại vì thầy trả lời cho một cái nhà báo, thầy nói là tu tức là đem lại tất cả những phước lợi cho chúng sanh, tức là tu đó. Các nhà tình thương tình nghĩa nè, rồi kiếm thuốc nam nè, rồi cầu nguyện nè, rồi cho gạo nè, cho người nghèo người khổ nè, cho người bệnh nè, đó là những cái phước lợi đó bà con. Cái phước lợi là thầy dạy đó. Còn cái việc tất cả những việc đó mình trợ duyên cho cái việc là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta vừa cắt nhà vừa niệm Phật được, vừa kiếm thuốc nam vừa niệm Phật được, vừa phóng sanh vừa niệm Phật được, trợ duyên cho tín niệm Phật thì chúng ta niệm Phật. Thì để trở lại vấn đề đó thì
hiện giờ đó bà con thì thật sự ra là gạo nó tăng giá rất cao, rồi thêm bà con thì ở công ty ở ngoài nước ngoài về rất là nhiều, cho nên là rất là lầm than. Thì thôi bây giờ các cậu sẽ ngắn gọn ở đây, không phải là một cái buổi chia sẻ đạo đức, mà hôm nay cái buổi là phát gạo, gọi là kêu bằng là thầy nói á, là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, mới nhầm là mới trúng đó bà con. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, loạn ly là tức là đến là chạy giặc nè, đến là dịch bệnh nè, đến sóng thần nè, đến thiên tai lũ lụt nè, là khỏi lâm là mình không có lâm, mình không có bị vào cái cài hoàn cảnh đó, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Nói không, thầy nói là không cho, không có cho nên đúc chuông. Clip nào các cậu cũng nói chứ, mà các cậu hiện giờ đang thấy cái những cái người mà đúc chuông, đúc đúc chùa lầu mà thầy không cho đó nghe, mà cố gắng cố và đúc đó nghe, thì thầy nói là ngục A Tỳ dựa kế một bên cho những kẻ tu hành bốc xước. Tu hành bốc xước là tu hành không chinh vắng đó. Nếu mình tu hành chinh vắng là mình nghe theo lời thầy, nhưng mà mình không nghe lời thầy, mình lại làm nghịch lời thầy. Thầy nói là mình đi giúp cho người đói thì mình lại là đi xây chùa. Thầy nói không cho xây chùa lầu thì mình đi xây chùa lầu. Thầy nói không đúc chuông thì mình đúc chuông. Thầy nói không đúc tượng mình đúc tượng. Đó là nghịch lời thầy. Mà thầy nói làm theo lời chỉ mới ngày dài gặp ta. Còn quý vị mà không làm theo lời chỉ đó nghe, thì quý vị xuống dưới tổ đình đó, vô mấy cây dừa đó. Thôi mình sẽ trả lời một cái vấn đề quan trọng, chính là hôm nay quốc tội sẽ phát 3-2 tấn gạo này cho những cái người dân ở vùng biển hồ của quốc tạo, và những người dân những cái làng lân cận xíu quốc tạo sẽ mời ra đây, thì mời bà con mình xem nghe quốc tạo phát những người nghèo khổ như thế nào nha. Khổ lắm bà con ơi, nói chung là lại nhà quốc tạo là liều mạng đó, nằm đó luôn đó, cho không cho này cũng không nằm đó, bệnh hoạn nằm đó, không cho cũng không gì đó. Dạ thì thôi quốc tạo xin kết thúc ở đây. Và đức thầy có cho biết thêm là làng gần chỉ những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột gà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào, một khi cậu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng, việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân. Nói thì dễ lắm bà con à, nhưng mà làm mới khó. Bà con không cần biết người đó là có nói tốt nói cái gì, không cần biết, coi cái việc làm của người đó đi bà con. Bà con coi việc làm của người đó, bây giờ thấy một cái người nào đó đó bà con tôn sùng quá, tôn vinh quá, là một vị Phật, một vị Bồ Tát quá, bà con lỡ nhà người đó ở đi, lỡ nhà người đó ở cho đệ một tuần lễ đi, 5 ngày tuần lễ đi bà con ở đi, còn bà con sẽ thấy người đó tốt hay là xấu sẽ biết liền. Còn không, trên YouTube này cũng vậy, bà con không cần phải biết người đó thiệt hay là giả, bà con coi những cái clip người đó up lên như thế nào, coi clip, những clip người đó up lên là coi những người đó có làm những việc gì. Giống như cái chuyện đơn giản cho đem tiền lại cho người nghèo thôi, nó đơn giản thôi nhưng mà nó không đơn giản miếng nào. Để lấy sức tiền ra mua gạo cho bà con nghèo thôi, nhưng nó đơn giản nhưng mà không đơn giản miếng nào bà con. Thấy người ta làm được nhưng thật sự mình làm không được đâu bà con. Rất là khó, rất khó. Sợ tốn chi phí, sợ tốn công sức, sợ tốn tất cả mọi việc, rồi sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng xả, nó mua gì Phật đủ thứ sợ, cuối cùng không làm được chuyện gì cả. Còn những người từ bi là người ta không sợ, mà ta không sợ cái này, ta không sợ cái kia, ta không sợ tốn đó, người ta Bồ Tát, tức là tác bồ đó bà con. Không tác bồ không phải là Bồ Tát, nếu mà ai xưng mình là Bồ Tát là phải tác bồ, là phải nhẫn nhịn, là phải bố thí bất kỳ đấy. Còn rất là nhiều, còn rất là nhiều việc. Thôi xin kết thúc ở đây để vào chương trình phát gạo cho bà con xem ha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhóm của cư sĩ quốc tạo xin mến chào quý bà con cô bác kính mến. Chúc quý vị trong nước và ngoài nước thật nhiều sức khỏe và đầy hạnh phúc. Dạ thì kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, thì hôm nay là cũng cái ngày đủ nhân duyên, quốc tạo cũng mở hồ bao ra để bố thí với bà con. Tức là bấy lâu nay quốc tạo làm được gom góp được khoảng tầm mấy chục triệu, thì có những mạnh thường quân cũng có gửi tiền, quốc tạo đã công bố rồi, quốc tạo lắp vô thêm mười mấy triệu nữa là phát được hôm nay là được trên dưới là 2 tấn gạo để đến những tay bà con khó khăn ở nơi vùng biển hồ cũng như là nơi ranh giới của chúng tôi đang ở. Thì kính thưa quý vị, thì đức thầy cũng cho biết là làng gần chứ những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột gà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào, một khi cậu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng, việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân. Thì nơi đây là Lan Phú quay cái toàn cảnh bà con, là Lan Phú thấy bà con ở đây rất là khổ khó luôn nha quý vị. Hồi hôm qua là đã có 30 mấy người đó trong một xóm lên đây luôn, bây giờ làm ăn thì không được, nơi địa phương thì làm ăn không được, mà con cháu làm ở Bình Dương thì không có gửi tiền về mà ở ngoài còn trở về đây nữa,
còn con cháu thì để ở nhà nuôi. Thật sự ra là một cái việc gọi là khổ với nghèo sắp đến bây giờ đó, cũng như là thầy nói đó, khổ đà đi đến như tên đó bà con, nó đến rất là nhanh. Thì trước khi á, cho nên các vị thánh nhân cũng có tiên tri là năm mèo tháng mẹo, năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, có nghĩa là năm nay mình khổ sở rồi mà chưa đó nghe, tới năm sau nè trung ương gồng lộn ê hề thay phơi, đó là tới đó là chết rồi, nó chết nằm lạc đã chân bà con ơi. Đó thì thôi bây giờ mình khổ, mình nghèo khổ là mình thiếu phước đó, mình không tu là mình thiếu phước. Thôi bây giờ mình gán mình phải tu nha, chứ này là quyết định là về tu nghe bà con. Quốc tạo trợ duyên cho bà con đó, là thật sự ra đó là không phải vì cái gì vấn đề gì cả, không có gì YouTube Quốc Tạo quay không có được tiền trong cái clip này, không có được cái gì cả, nhưng mà vì là làm theo lời thầy nói đó, nếu thiệt người phải biết thương người, cho nên Quốc Tạo lúc nào cũng dành dụm làm ăn, dành dụm được tiền Quốc Tạo cũng đem lại để phát gạo cho người nghèo, cho người bệnh, cắt cầu cắt đường. Quốc Tạo chỉ mong làm như vậy thôi, đang để làm chi, đang để độ bà con thấy Quốc Tạo nó làm gì được, nó kêu mình làm gì ta, nó kêu mình ai dùng gạo của nó kêu mình niệm Phật thôi à, nó kêu mình tu thôi à, chứ không có cần bà con phải làm gì hết. Dụ như tu là đâu có gì đâu khó bà con, tu là mình phải sửa, giống như là một cái người nóng nảy thì hết nóng vậy đó, một cái người không niệm Phật thì niệm Phật, không cúng lại thì cúng lại thôi, chứ đâu có gì đâu. Vậy đó, có bao nhiêu đó thôi đó, mà mình làm rất là khó khăn, thì mong rằng bà con cảm được cái đức của Quốc Tạo, và khó khăn gì Quốc Tạo sẽ chung tay với bà con, nhưng mà bà con đổi lại bà con phải tu hành thôi, là Quốc Tạo rất là cảm ơn bà con. Để cùng nhau chúng ta toàn bộ nơi đây, những người ở đây và toàn bộ những người trên thế giới trên màn hình coi, là chúng ta cùng nhau để mà đi về Tây Phương Cực Lạc, là hết cảnh khổ khó. Đây nè, bây giờ bà con thấy nè, đây là cái tuổi này nè, là tuổi nè sanh lão bệnh tử nè, sanh ra thì khổ rồi nè, bây giờ tới lão rồi nè, bệnh luôn rồi tử luôn đó. Bà con ra đây bà con bệnh, bà con biết mà, rất là khó khăn luôn. Bệnh phải không, niệm Phật không được, đau bụng thôi niệm Phật không được, nhức răng niệm Phật không được, thì mình tranh thủ lúc nào mà mình rảnh rỗi mình hãy niệm Phật liền. Để thầy nói á, để đến việc gian lưng bà chịu, Phật làm sao cứu kịp kẻ hồng trần, hay là bắt ngu bắt cày đặng chúng làm ăn, chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật nào chứng kịp lòng người ác gian. Bà con ơi, rất là nhiều câu hay lắm bà con nó. Hoặc là ví dụ như bà con đứng ở trên bờ một giò, đứng ở dưới cái chiếc thuyền một giò, là bà con không muốn đi xuống thuyền đó, thì chiếc thuyền mà nó tách bến ra thì chúng ta lọt xuống sông, bảo đảm lọt xuống sông. Còn cái thứ hai nữa đó, thầy nói là bập bẹ nam mô cũng dọc cầu đó. Lúc này là mình muốn niệm Phật rồi là nó quá trễ rồi. Nó có người thì nói là gẫm kim tiền gọi bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại một bước tiễn đưa một bước đó. Thầy mới nói là thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung chồng cõi phước về sau, muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí ra đây nè bà con, để diệt lòng ích kỷ đó. Mình có ăn chay trường lâu cỡ nào cũng không bằng là bà con, cái tâm bà con sửa lại thôi, chứ là sửa nhẹ ra thôi. Bây giờ đứa cháu nó hàng bữa nó quậy khóa, mình la gầy nó, bữa nay mình nghĩ la nó, mình nói nhỏ nhẹ nó nghe là được, nó mà nó nghĩ quậy, nó đơn giản vậy thôi bà con. Thì hôm nay là một cái buổi gọi là phát gạo, Quốc Tạo không có nói nhiều. Thì đến đây thì Quốc Tạo sẽ nói những cái lợi ích của niệm Phật cho bà con nghe ngắn gọn thôi. Đức thầy nói niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Trong tất cả bà con chúng đây luôn cả Quốc Tạo, ai cũng có nghiệp, vợ chồng con cháu đó, rồi tất cả nghiệp đó là đều có hết. Có người thì không cho mình tu, có người thì nóng giận chửi mình, có người thì vợ bỏ, có người thì chồng bỏ, đủ kiểu. Thì thôi bà con phải tu là tu thẳng với mấy người đó đó, phải độ mấy người đó, làm sao cho mấy người đó hết giận mình gì mới hay. Như là úp cái nơm vô đầu mà không dở ra luôn, chừng nào vợ lại hỏi chứ, tôi úp cái nơm vô đầu ông đau không, nó đau chứ, nhưng mà dở ra lỡ bà úp lại nữa rồi sao, vợ mới là quỳ gói xuống lại luôn, lại chồng luôn bà con, chứ không còn nói gì nữa chứ. Tại vì mình hung hăng mình úp cái nơm vô đầu của chồng mình không dám mở ra, rồi mới là mình, chồng mình nói là nếu mà tôi dở ra rồi bà úp nữa rồi sao. Rồi quý vị nhắm mà chồng con của mình mà dở ra rồi mình úp nữa không bà con. Thì thôi Quốc Tạo cũng xin đôi lời với bà con, rất là nhiều việc rất là hay bà con. Thì trước khi mà gỡ những cái phần quà quý giá đến cho bà con, thì nhờ bà con niệm 3 tiếng niệm Phật thành tâm, để chúng ta hồi hướng cho bá tánh vạn dân trên thế giới này, và cho tất cả bà con nơi vùng ranh giới biển hồ của chúng ta, cũng như nơi Khánh An nói chung, nói riêng, và nơi cả nước nói chung. Thì để phỏng vấn một hai đứa bé đi, cái này đi. Con tên gì con? Dạ con tên Trường. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. Con dòm cho màn hình đi, rồi con lãnh gạo cho ai? Dạ lãnh gạo cho cha con. Cha con có bị bệnh gì không? Có. Cha con bị bệnh gì? Dạ cha con bị mù khuôn não chú. Rồi đi không được ha. Dạ. Rồi mẹ con đâu? Dạ mẹ con ở nhà. Nhà có làm gì không? Dạ không, giờ đâu có ai muốn gì đâu làm chú.
vậy ha, khổ ha. Rồi con có làm được tiếp mẹ không? Có. Con làm gì? Có khi đi rất nhà với nấu cơm được. Nấu cơm? Dạ. Nấu cơm em khổ ha. Cô, cho con hỏi vài câu. Cô, mình ở đây là mình ở cái địa phương mình tên gì cô? Nguyễn Thị Cẩm. À, rồi mình ở đây vậy rồi mình có làm lụng cái gì để có kiếm tiền gì không cô? Bệnh hoàng hoài đâu có làm gì được đâu. Rồi con thì bằng Bình Dương mà thất nghiệp giờ mấy cốc chui Tết tới giờ là khổ. Có hai lắm, hai đứa cháu nữa. Mằng hồ thì không đủ ăn. Có lên bằng. Dạ, dạ, nó mua về Phật. Rồi, được rồi. Mình tâm sự với hai người được rồi. Chứ còn nhiều người khổ lắm. Người giờ này, bà lão này nè. Rồi bà này nè, dân khổ khổ không nè. Rồi cái chị đó nó gà mới nữa kìa. Lạ quắc kìa. Rồi thì con quay qua ngang vòng cho bà con ra dòm đi. Rồi thì bây giờ mình cùng nhau niệm ba tiếng Phật ha bà con, trước khi nhận quà ha. Rồi mình niệm Phật xong rồi người lớn tuổi sẽ có một hàng, rồi người lớn tuổi ở ngoài đầu, người trẻ ở sau lưng, sắp một hàng dài cái đó. Mình lãnh xong rồi mình đi về ha. Bà con nhớ trật tự dùm cho Quốc Tạo nha. Rồi niệm Phật nè bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng tôi xin hưởng công đức niệm Phật cho bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly và cho tất cả những bà con nơi đây hạnh phúc an lạc và về đầu về nhà, quay lại con đường Phật pháp tu hành cùng Quốc Tạo để chúng ta cùng nhau lên cảnh Tây Phương Cực Lạc mà Đức Thầy có ao ước là ước trăm họ nhà mình có cánh đồng bay về Cực Lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan đâu có chịu mang câu nhạo báng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, rồi về xong bà con. Em gỡ cái mic ra, em gỡ cho. Các niệm Phật đi mấy câu, niệm Phật là nhiều lắm, là tốt lắm á. Niệm một tiếng Phật là phước sanh vô lượng đó. Các niệm Phật nha bà hai. Dạ. Nhớ niệm Phật nha chị. Nhớ niệm Phật nha chị. Nhớ niệm Phật nha mấy cô, niệm Phật được là tốt lắm luôn á. Niệm một tiếng Phật là phước sanh vô lượng. Trên khúc nhà thương á. Bà con nào vô. Nãy tao quay máy quay đi đại
Rồi đi về đây bà con ơi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Ai? 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 Có gạo ăn luôn. Ờ. Bởi vì bây giờ khổ mà thi động được gạo tăng giá nữa. Bởi vì để có mạnh thường quân gửi có cho tiền để phát gạo trơn. Để phát gạo cho bà con ăn lo quan trọng lo cái đói cái no trước đi. Ừ. Ráng nghe ráng niệm Phật tiếp nha, xúm nhau người niệm câu một câu đặng mình đẩy cái khổ sở đi mới được. Nhỏ được hả? Mắc mổ lâu chưa? Mổ cũng lâu rồi. Hơi lâu được. Chỗ này là thuốc ngứa, chị ngứa, chị Bình Chỉ. Trà hả? Dạ trà, ngứa đâu trà đó. Ờ à, Bình Chỉ luôn rồi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ dạ. Khổ khổ rồi, đi chú rủi mới về nè. Dạ hả, chị qua cho tiền không chưa? Chưa, mẹ ra qua có ông kia. Dạ hả, rồi thì đi vô, giờ không có biết sao giờ, khổ thì cho chứ sao giờ. Đưa bao liền. À, còn có người còn thiếu nhiều lắm, còn thiếu nhiều lắm. Dạ Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho Nam Mô A Di Đà Phật thì hiện giờ thì đã cho phiếu hết rồi. Thì còn là những cái người mà ở bên sông đó, bà con ở bên Campuchia đó, tao qua không kịp đó, thì quốc cạo để đây để chút xíu quốc cạo cho lai gai. Thì cũng kết thúc chương trình ở đây. Thì cũng không quên cảm ơn các chị Mạnh Thường Quân đã hùng vốn vào trong phần gạo này và tiền quốc tạo, tiền quỹ quốc thành để vào đây để là giúp cho bà con trong cái vùng quê hẻo lánh của quốc đạo khổ. Thì kính thưa quý vị, thầy nói hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm nha quý vị, mới nhầm là mới trúng nha. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn đúc chuông đồng Phật bự. Mình làm những việc gì mà phước lợi cho quần sanh làm được rồi quý vị ơi. Bây giờ gạo quá mắc rồi, mình mua gạo mà người ta nói gì nè, chỉ có gạo ăn là được quốc đạo ơi, chỉ có gạo ăn là được rồi, không cần gì hết. Quốc đạo muốn rơi nước mắt luôn bà con. Thì quốc đạo sẽ cố gắng làm, có tiền quốc đạo sẽ gom hết để phát gạo cho bà con nghèo nơi vùng canh giới của chúng tôi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.